tỉnh Trêu La Nam có 5 thành phố và 17 huyện. Đây là một trong những địa phương có nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn, sinh sống và làm việc. Hàng tuần, chị Trần Thị Ngọc Hương cùng với người chồng Hàn Quốc và con trai của mình đều đến trung tâm gia đình He Nam để học nấu ăn. Ngày hôm nay là buổi học làm bánh mì. Nếu như mà có điều kiện á, bên Việt Nam mình nên học tiếng trước khi qua đây. Rồi qua đây á, mình nên là đi lại trung tâm học tiếng, rồi tìm hiểu, rồi quen biết bạn bè anh chị đồ này thêm là biết thêm rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là mình phải biết tiếng. Mình biết tiếng là mình biết tất cả. Em vừa nuôi con, em vừa đến trung tâm đa văn hóa, em học thêm tiếng Hàn. Và từ đó là tiếng Hàn của em trở lên tốt hơn ấy. Đến hiện tại này em những cái vấn đề về ngôn ngữ là nó không là phải là rào cản nữa. Để giúp những cô dâu Việt vượt qua khó khăn ban đầu, chính quyền huyện He Nam đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau. Bên cạnh các chương trình giáo dục tiếng Hàn và giáo dục định cư ổn định, chính sách tiêu biểu nhất là hỗ trợ tiền khuyến khích hạnh phúc. Mỗi phụ nữ Việt Nam sẽ được nhận 5 triệu won, tương đương với gần 100 triệu đồng sau khi hoàn thành các lớp học miễn phí tại trung tâm này. Ngoài ra, còn có những chính sách dành cho người thân trong gia đình của họ tại Việt Nam. Một phụ nữ Việt khi nhập cư kết hôn với công dân Hàn Quốc có thể mời tối đa 9 người với tư cách là thành viên gia đình hoặc anh chị em họ hàng cư trú tại quê hương của mình. Hiện nay trong số người lao động thời vụ nhập cư, 472 người, có khoảng 390 người là các thành viên trong gia đình và chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số lao động thời vụ khoảng 83%, giúp ích rất nhiều cho huyện của chúng tôi trong mùa canh tác bận rộn, cần nhiều lao động. Tính đến tháng 8 năm 2024, tổng số người Việt Nam sinh sống tại tỉnh Trêu La Nam là 2.320 người, trong đó có 2.177 cô dâu Việt. Với những chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phương, cuộc sống của các cô dâu Việt ngày càng ổn định hơn. Với gần 400 phụ nữ Việt Nam kết hôn, sinh sống và làm việc, hiện nay huyện He Nam là địa phương có số lượng phụ nữ Việt Nam nhiều nhất tại tỉnh Trêu La Nam của Hàn Quốc. Quang Huy, phóng viên truyền hình Việt Nam tác nghiệp tại tỉnh Trêu La Nam, Hàn Quốc.